Chào tất cả các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về Component, một những phần rất là quan trọng của Angular. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một dự án bằng Angular. Sau khi tạo project thành công thì chúng ta có thể mở dự án bằng WebStorm. Và chúng ta sẽ chờ cho WebStorm load project lên. Sau khi load xong thì chúng ta sẽ có một cái project file của Angular như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo component mới. Mình sẽ mở terminal, và trong terminal bạn có thể đánh lên ng c là generate component. Mình đặt tên cho component là gì thì nó sẽ tạo cho mình một cái component tương ứng. Ở đây mình sẽ đặt tên là list student. Thì sau khi tạo thành công, các bạn có thể thấy mình sẽ có những cái file như thế này. Đây là các thành phần của component. Đó là một file component ts dùng để viết business trong này, một cái file html ta có thể viết giao diện ở trên này, file css ta có thể viết css ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua những cái cách để các bạn có thể trao đổi dữ liệu giữa component ts, list student component ts và component html. Thì đây là cách trao đổi dữ liệu ở trong Angular, thì giữa file business và file view. Thì nó sẽ có hai cách cơ bản, đó là one way binding và two way binding. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái dữ liệu tên là sinh viên. Mình sẽ có ID sinh viên, mình sẽ để cho nó là kiểu number của sinh viên như thế này. Thì bây giờ ở trong class list student component mình sẽ tạo ra một cái anh sinh viên có kiểu dữ liệu là iStudent. Trong này mình sẽ gắn dữ liệu cho nó. Thì đây là một anh sinh viên mình tạo ra là mặc định. Thì hiện giờ chúng ta không cần email. Rồi, thì bây giờ làm sao để cái sinh viên này có thể hiển thị được ở bên view? Thì chúng ta sẽ sang view, ta sửa lại một số thông tin. Ở đây mình sẽ có một cái thẻ H3, mình đặt tên là list sinh viên. Ở đây mình sẽ có một cái thẻ P, mình đặt tên ở đây là tên sinh viên. Rồi ID sinh viên. Mình có hai dấu ngoặc nhọn như thế này, mình sẽ map với student.id. Ở đây mình sẽ map với student.name. Đây, mình sẽ đưa student.mark. Đây, mình sẽ có thay vì thẻ P thì mình sẽ có hình ảnh. Thì một lát nữa mình sẽ lấy hình ảnh mình bỏ vào. Để hiển thị cái thông tin này lên giao diện thì chúng ta sẽ qua bên App Component. Ta sẽ xóa hết cái thông tin của App Component đi. Và tại đây mình sẽ nhúng cái App List Student. App List Student này là gì? App List Student này chính là cái selector mà Component cung cấp cho mình khi tạo ra để mình có thể gọi ở những nơi khác. Thì ở đây chính là tên của nó. Thì qua bên App Component này mình có thể gọi được như thế này. Thì lúc này nó sẽ tự rank cái phần giao diện của
Student sang bên app Component. Thì hôm nay chúng ta có thể chạy thử ứng dụng. Đây, sau khi ứng dụng khởi chạy thành công thì chúng ta đã có thể hiển thị ID sinh viên, tên sinh viên và điểm sinh viên lên trên ứng dụng trình duyệt web của mình. Thì tiếp theo làm sao để hiển thị hình ảnh sinh viên lên này? Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiếm một cái hình ảnh ở trên mạng. Thì mình sẽ copy cái thông tin sinh viên, thông tin hình ảnh của sinh viên vào đây. Và bây giờ để hiển thị qua cái giao diện là một cái hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ dùng property binding, tức là binding thuộc tính, là bên này chúng ta sẽ có thẻ email. Và chúng ta sẽ có thuộc tính SRC. Thì SRC này thông thường mình sẽ dùng như thế này và bỏ đường link vào. Thì ở trong Angular chúng ta sẽ có thể dùng như thế này. Thì lúc này cái thuộc tính SRC này được hiểu đó là một cái biến, nó lấy giá trị là biến của student tấm email mà nó không phải là một cái chuỗi. Còn nếu mà đây ta sẽ chạy thử đây, còn nếu như ở đây chúng ta không dùng dấu hoặc vuông thì chúng ta sẽ thấy kết quả như thế này. Đây, bởi vì lúc này nó sẽ hiểu cái student tấm email này là một cái string bình thường, không phải là biến. Đây là một string bình thường, không phải là biến ha. Thì đây là property binding ở trong Angular, mục đích là chúng ta sẽ binding một giá trị nào đó của file class business lên thành một cái thuộc tính trong thẻ HTML bằng cái dấu hoặc vuông như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái ô input ở trong này, mình sẽ có một cái label, mình sẽ cho nó là chấm điểm. Trong ô input này mình sẽ có type bằng number. Tức là mình sẽ cho người khác chấm điểm cho anh sinh viên này như thế này. Thì làm sao để khi mà mình chấm điểm như thế này thì cái điểm của anh sinh viên này nó được hiển thị lên và anh sinh viên này sẽ nhận cái giá trị này. Thì ở trong Angular chúng ta sẽ dùng event binding, tức là binding sự kiện, là khi phát sinh ra một sự kiện chúng ta sẽ lấy một cái giá trị từ cái file giao diện HTML, đưa cái giá trị đó xuống cho file component.ts. Đây chúng ta sẽ dùng sự kiện là sự kiện change. Ở trong Angular thì nó là sự kiện change. Lúc này mình sẽ đặt tên là getMark, một cái phương thức getMark. Ở trong này mình sẽ có đô la event.target.value như thế này. Thì getMark này tức là một sự kiện mà mình sẽ tạo ra một cái function ở trên file ts như thế này. Thì khi mà cái sự kiện ở trên này phát sinh thì nó sẽ gọi function getMark ở dưới component, đồng thời nó sẽ truyền cái value mà nó nhận được bằng đô la chấm target value này truyền xuống dưới file component.ts. Thì lúc này mình sẽ là sheet chấm student chấm mark bằng value. Và bây giờ mình sẽ gán cái value mà mình nhận được cho mark của student, điểm của student. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử. Đây các bạn thấy khi mình chấm điểm cho sinh viên Nguyễn Văn A thì điểm nó sẽ hiển thị lên ở trên này. Đây là các cách one way binding ở trong component. Mình sẽ nói lại ha, đó là interpolation là hai dấu hoặc nhọn như thế này, hoặc property binding là hai dấu hoặc vuông như thế này, hoặc là event binding tức là một sự kiện phát sinh và nó sẽ gọi một cái function ở dưới component ts. Và cách thứ hai để truyền tải dữ liệu ở trong Angular thì mình sẽ còn một cách nữa, đó gọi là two way binding, tức là binding dữ liệu hai chiều. Thì sử dụng two way binding thì ở đây chúng ta có thể đổi lại, đó là trong cái thẻ input này chúng ta sẽ chọn là
ta sẽ chọn là như thế này. Student chấm mark như này, thì bạn thấy ha. Đây thì chúng ta tăng điểm lên đây, thì điểm của sinh viên cũng sẽ tăng theo. Và khi mà ở bên list component nó có một giá trị mark bằng một giá trị mới như này thì nó cũng sẽ đưa lên đây là giá trị 6. Thì trong cách to white body này, cái dữ liệu mark student.mark này nó sẽ được body dữ liệu hai chiều từ HTML xuống file TS và từ file TS lên HTML đều được. Thì ở đây mình có thể đưa dữ liệu từ trên giao diện xuống file TS và cũng như đưa đổi dữ liệu từ file TS lên student. Thì đây là cách thứ hai trong Angular. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.